Từ hơn 9 tháng trước, liên danh BVT là đơn vị được giao thực hiện gói thầu đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đến cuối tháng 5, liên danh BVT đã tham gia chứng kiến các thử nghiệm thực tế tại hiện trường, đặc biệt là những thử nghiệm cho các chức năng an toàn phải được thực hiện một cách an toàn và chính xác. Trong tháng 10 tới, khi tuyến metro số 1 vào giai đoạn khai thác thử, trial run, đơn vị này sẽ đánh giá sự sẵn sàng, thành thạo của nhân viên vận hành. Theo tiến độ dự án mà chúng tôi được cung cấp, tiến độ sẽ có thể như sau. Khai thác thử, giai đoạn sau cùng của dự án sẽ được bắt đầu vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11, kết thúc vào tháng 12. Mỗi giai đoạn dự án, chúng tôi đều nhìn vào tất cả các đối tượng đánh giá để xác định có mối nguy hay không, và chúng tôi sẽ nêu ra các mối nguy trong các báo cáo và giấy chứng nhận an toàn. Tuyến metro số 1 là dự án metro đi ngầm đầu tiên ở Việt Nam, nên việc đánh giá an toàn đối với xử lý sự cố, cứu nạn, cứu hộ trong đường ngầm cần được chú trọng. Để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đánh giá, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng nhà thầu cung cấp các tài liệu cũng như tham gia vào các công đoạn thi công của dự án. Đây là một cái công tác cũng khá là phức tạp, là do cái hệ thống đường sắt đô thị là thiết bị nó cũng cái kỹ thuật cũng rất là hiện đại và cái số lượng hành khách cũng lớn, cho nên là công tác đánh giá an toàn hệ thống nó phải thực hiện là rất là thận trọng để đảm bảo cho cái hệ thống sau này được vận hành một cách an toàn nhất. Việc đánh giá an toàn hệ thống được thực hiện một cách độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ đơn vị nào, đồng thời công tác đánh giá cũng không can thiệp vào công tác thi công của các gói thầu tuyến metro số 1. Dự kiến trong tháng 12 năm nay, liên danh BVT sẽ kết thúc toàn bộ công việc theo đề cương đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống và trình nộp các báo cáo đánh giá cuối cùng.